Xin chào các bạn nhá. Đây là có một bác là bác ở Khâm Thiên vừa hôm nọ mua xe Miro của mình kia, sao? Ông kia đúng không? Đấy thì giới thiệu luôn một bác cũng là đồng ngũ là đi oánh Pol Pot hả bác? Pol Pot. Đấy hôm nay bác sang để mua với bản Goda Pro nhá. Mọi người cứ hình dung như này này. Mình không muốn nói về bản thân bởi vì là khi mà các bác đi các bác cảm nhận được cái xe nó tốt, nó ok thì bác mới giới thiệu. Và mọi người hình dung là ở Hà Nội thì chắc chắn rồi. Mặc dù Mạnh Phát là một đơn vị lớn nhất nhì bán xe oánh ở Việt Nam, tuy nhiên không phải đơn vị duy nhất. Và các bác ở Hà Nội thì các bác cũng có rất là nhiều lựa chọn. Và bác bản thân bác cũng đã đi xem rồi đúng không? Xem nhiều rồi. Nhưng mà bác quyết định qua Mạnh Phát thì đây, đấy thì bác sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Nói chung là xe Mạnh Phát tôi thấy là ngon lành, tôi đi xe bạn. Qua đi thử rồi. Thì thấy như nào bác? Đi thấy ngon lành rồi. Nói chung là phải ưng thì mình mới xuống tiền đúng không? Đúng rồi. Phải ưng thì mới xuống tiền. Đấy, hai bác là đồng ngũ nhá, cùng đi bộ đội với nhau. Bác bên cạnh Mạnh Phát đây là bị tai biến 2 lần trong 9 năm và bác mua Mi Pro. Còn bác là bị là thương binh ở chiến trường. Thương binh nặng. Vâng. Nhà nước nuôi, nhà nước nuôi cả vợ. Vâng, đấy. Bây giờ bác qua mua với bản Goda Pro nhá. Thì mọi người có nhu cầu mua xe điện 3 bánh thì mọi người cũng có thể liên hệ Mạnh Phát. Đây là những bác khách là người thật việc thật của Mạnh Phát và các bác qua mua bằng thật. Thì đấy các bác cũng sẽ giới thiệu bằng thật cho Mạnh Phát và bác còn nói là còn rất là nhiều người nữa, bác sẽ dẫn rất là nhiều người qua đây. Đấy là cái tình cảm tớ coi nhất. Như cứ ai coi như là thích mua tớ lại giới thiệu đến cho. Nói chung là mình có phải mình ăn thưởng ăn phạt gì đâu. Vâng, nhưng mà mình thấy uy tín, gọi là mình anh em. Vâng. Đấy nhá mọi người nhá. Đấy thì mọi người mà có nhu cầu mua xe ba bánh thì cứ nhắn tin cho Mạnh Phát thì đội ngũ nhân viên của Mạnh Phát sẽ tư vấn cho mọi người. Hộp đùi nghề bác hỏi có đủ hết ạ, có đủ hết cả hộp đùi nghề và gương sạc các thứ đủ hết bác ạ. Bây giờ cháu sẽ bảo nhân viên nhà cháu chở sang cho bác. Bác này ở Ngọc Lâm còn bác này là ở Khâm Thiên. Đấy. Xin chào và hẹn lại nhá. Rồi, chào nhá.